huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bất ngờ xin nghỉ các công việc ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Chiều 9 tháng 5, lãnh đạo VFF cho biết huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ thôi nhiệm vụ dẫn dắt các đội tuyển trẻ của Việt Nam. Theo một số nguồn tin, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định thôi công việc này vì lý do gia đình. Đây là quyết định rất bất ngờ bởi hợp đồng dẫn dắt các đội từ U16 đến U21 Việt Nam của ông Tuấn với VFF còn thời hạn đến năm 2026, tức đến thời điểm nhiệm kỳ hiện tại của ban chấp hành VFF kết thúc. Như vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ không cùng U17 Việt Nam dự giải U17 Đông Nam Á 2024, cũng như không dẫn dắt U19 Việt Nam đá vòng loại U19 châu Á. Ngay khi trở về từ giải U23 châu Á 2024, nhà cầm quân người Khánh Hòa đã có động thái khá bất ngờ khi viết dòng chữ tạm biệt trên trang cá nhân. Sau đó đã có rất nhiều tin đồn liên quan đến việc ông thôi dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam. Nhưng cách đây ít ngày, VFF khẳng định đôi bên vẫn còn hợp đồng và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có kế hoạch với các đội tuyển trẻ Việt Nam. Trong năm 2023 và 2024, dù không có nhiều sự chuẩn bị nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn cùng U23 Việt Nam chơi tương đối thành công ở các giải U23 Đông Nam Á cùng U23 châu Á. Ở giải U23 châu Á 2024, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam đã trình diễn cách chơi phòng ngự phản công khá lợi hại. Nhưng tại tứ kết, đoàn quân áo đỏ lại để thua đầy đáng tiếc trước U23 Iraq bởi quả phạt đền ở phút 64.